Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Thưa quý vị, mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh. Được biết, lý do được đưa ra là số ngày nghỉ chính thức trong năm còn ít, hơn nữa được đưa con dự lễ khai giảng là ước mơ của công nhân. Sáng ngày 3 tháng 12, Đại hội Công đoàn lần thứ 13 họp phiên tập hợp 8 kiến nghị của người lao động cả nước thông qua Công đoàn Việt Nam chuyển tới lãnh đạo đảng nhà nước. Trong đó có kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp lễ quốc khánh từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 hàng năm để công nhân có cơ hội đưa con tới trường. Trao đổi sau kỳ đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải, năm 2019, khi Công đoàn tham gia sửa đổi Bộ Luật Lao động từng kiến nghị tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp lễ Quốc Khánh, số ngày nghỉ chính thức của Việt Nam khi đó quá ít, chỉ 10 ngày, trong khi các nước khu vực giao động từ 15 đến 16 ngày. Sau khi Bộ Luật được thông qua, số ngày nghỉ chính thức chỉ tăng thêm một trước hoặc sau dịp Quốc Khánh ngày 1 tháng 9 hoặc ngày 3 tháng 9, tùy từng năm do chính phủ lựa chọn bốn năm sau, công đoàn kiên trì mục tiêu này khi tiếp tục đề xuất thêm hai ngày nghỉ. Ông hiểu cho rằng nếu được bổ sung, kỳ nghỉ sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Ông nói, với người lao động, đặc biệt là công nhân làm việc theo ca kíp, trực tiếp sản xuất thì được đưa con tới trường trong ngày khai giảng là ước mơ. Đại diện công đoàn Việt Nam kể, một lần gặp gỡ lao động khu công nghiệp, có nữ công nhân khóc nói mấy năm chưa được đưa con nhỏ đi khai giảng vì bận dây chuyền trong nhà máy. Ông Hiếu nói, xin nghỉ một buổi hoặc đổi lịch làm việc với công chức thì trong khả năng còn công nhân theo dây chuyền, đặc biệt trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài, rất khó thay ca hoặc đổi chỗ vì sẽ khiến cho cả dây chuyền sắp xếp theo. Cũng theo ông Hiếu, khi chất lượng cuộc sống nâng cao, để sống tinh thần nghỉ ngơi của người lao động phải được chú trọng, vì thế tăng thêm ngày nghỉ lễ chính thức trong năm là cần thiết. Công đoàn không đồng tình quan điểm, nghỉ nhiều làm giảm năng suất lao động, bởi con người chỉ quyết định một phần năng suất, còn lại cần doanh nghiệp đầu tư máy móc, khoa học công nghệ, đổi mới cách thức quản lý, ông hiểu nói, nhìn sang nhiều nước như Trung Quốc cho nghỉ quốc khánh cả tuần cũng là thông lệ mà Việt Nam có thể tham khảo, ông hiểu cho biết thêm, công đoàn sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp ngành về nội dung này trong lần sửa đổi bộ luật lao động gần nhất hoặc các cơ quan nghiên cứu về việc ban hành quy định cấp thiết, trong đó có tăng số ngày nghỉ lễ và giảm giờ làm việc chính thức trong tuần còn quý vị quý vị nghĩ sao về đề xuất này hãy nhanh tay để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi biết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại